cách kể chuyện của bản gốc là dùng sự tự do kể trên nền nhạc, giai điệu phong kỳ. Tiếp theo là phiên bản Sad Boy Ballad của Việt Anh cover, được cho là thành công hơn cả bản gốc. Lát mình sẽ bàn về cái này sau. Và gần nhất là ba version mới có mặt tại ba chương trình lớn ở Việt Nam. Một là chương trình La Cà HK với giai điệu R&B được trình bày bởi Trung Quân Idol và Mira Trần. Hai là The Masked Singer của chị Tiên Hoa được trình bày với phong cách là pop rock thú vị. Phiên bản Bossa Nova nhẹ nhàng chiêu chiêu của chị Thái Trinh, chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Thì cái ca khúc này của anh Thắng có một cái sức hút vô cùng mà đặc biệt và truyền cảm hứng cho các anh chị producer cũng như là các anh chị ca sĩ thay nhau khoác những chiếc áo mới cho ca khúc trước khi em tồn tại. Thực sự đây là một ca khúc vô cùng thành công rồi đó. Hai, so sánh cái gu âm nhạc á, nó sẽ phụ thuộc vào sở thích của mỗi cá nhân. Phiên bản nào cũng sẽ có những cái điểm thú vị khác nhau, cho nên đừng có cãi nhau làm gì cho nó mệt. Bạn cũng đừng có so sánh gì cho nó thêm cực, bởi vì các bạn cứ việc thưởng thức cái phiên bản mà các bạn cho là tâm đắc nhất là được rồi mà. Về phần trình diễn